tiếp tục tủ đài kèn cho quý vị đấy ạ. Hôm nay giới thiệu đến quý vị 4 mã tủ đài kèn. 4 mã tủ đài kèn này. Ngoài ra vẫn chưa lắp nhé, vẫn chưa lắp. Đây, có cả Colombia, hôm qua em có clip Colombia. Con Colombia GP18 này là giá 8 triệu 6 này. Còn một chiếc này, chưa lắp kèn cho các bác. Vì để rời thì mới chồng lên nhau được. Những con này thì có clip đây. Đây là đầu tiên là chiếc tủ đài kèn Đờn Ông. Chiếc này chạy đĩa than, có 3 loa, một loa toàn giải trên phễu kèn. Bắt đầu gọi thông cảm thôi. Một loa toàn giải trên phễu kèn này, đĩa than và hai loa bát hai bên. Được chưa? Hai loa bát hai bên chạy đĩa than. Bình thường các bác mua nguyên cái mâm than không có loa, không có công suất ý, nó đã mất 3-4 triệu rồi, chưa nói chuyện ở đây liền công suất. Đờn Ông dán ra kiểu ra báo rất là đẹp, không phải là dán một của nó như thế. Con này mức giá 6 triệu 9. Sang đấy con bên đây, con này con này có mức giá là 5 triệu 9. Con này mức giá 5 triệu 9, cũng con này cũng chạy được đĩa than bình thường, chạy đĩa than bình thường ạ. Con này có radio này, con này có cả radio luôn, con này có đĩa than, có radio chưa. Con này mức giá 5 triệu 9, 5 triệu 9, gồm có một loa, hai loa, ba loa, loa phiếu kèn. Con này 5 triệu 9 đây, các bác cần nắp nó đậy xuống được nhé. Đây. Con này 5 triệu 9 ạ, 5 triệu 9. Điểm quay trước với sau cho các bác đã xong, tí nữa giới thiệu cho nó dễ. Đây, về phía sau đây. Đấy. 59 đây, em ghi giá 59 đây này. Con này 69 này. Hai con kia là giá 79. Hai kia size nó to hơn. Hai kia size tủ nó to hơn một chút. Hai con này size tủ nó to hơn. Hai con này một con màu đen, một con là màu, nó gần như là màu tím ấy, đỏ bóc đô. Nó tịm tịm đây. Đấy. Hai con này thì mức giá đều là 7 triệu 9. Chức năng nó gồm có chức năng đều có cổng cắm tivi, điện thoại, máy tính ngoài vào được, có cổng vào cổng ra, có nghĩa là quý vị có thể cắm điện thoại chạy qua nó cũng được, hoặc là cổng từ nó đưa xuống các bộ dàn âm thanh. Hai con này đều có tất, đều có cổng vào cổng ra, ở phía trước và phía sau đều có hết. Đây có cổng AV phía sau, để cho các bác nhìn cho rõ. Đều có cổng AV ạ. Đây đều có cổng AV các bác nhé. Đây một cổng, bên kia có cổng AV luôn. Đấy. Hai con này mức giá đều là 7 triệu 9. Thì báo cáo quý vị là hai con này thì nó chạy, thứ nhất là chức năng là chạy đĩa than này. Tất cả hàng ở trên đây em bao hoạt động hết cho các bác, chứ không phải là nó quay nói ào ào này là dòng hàng sống hàng chết không biết đâu nhá. Tất cả các mặt hàng đây là bao hoạt động tốt cho các bác, chứ không phải là cứ quay ào ào nói ào ào. Con SK này, SK này 7 triệu 9. Chưa có, gồm có radio này, FM này, 108 luôn này. Radio FM này, CD này. CD này. Cassette đây, cassette ngoài đây đâu ơi. Cassette này. Rồi là FM, AUX, phono, có cổng phono, phono là xin là đĩa than mà. 7 triệu 9, con này vừa chơi vừa trưng bày. Nó mang cái chức chất cổ kính, rất là cổ kính luôn. Cổ kính luôn. Tất cả các bản lề đây. Đẹp lắm. Sang con bên đây, con bên đây cũng như vậy. Cũng có chức năng CD. Radio cassette. Được chưa? Con này. Con này gồm có FM, AM này. VTV1 hay V2 gì đây này. Đều có loa, tất cả hình thức rất là đẹp. Những dòng này thì các bác dùng để nghe đĩa than hoặc là trưng bày, nó rất là đẹp, nó liên quan đến cổ kính rất đẹp luôn. Các bác nhìn cái đường nếp của loa bên con bên này, này. Vừa chơi vừa trưng bày chứ không. Đấy. Cassette đấy, không cassette đây. Đưa anh một cái băng cassette. Hốc cassette nó đây các bác. Đây này, hốc cassette này. Em nhớ này, cái này một cái tấm điện đó. Đấy, cassette đấy. Được chưa? Này, còn bên này hốc cassette kéo dịch ra tí. Cái hốc cassette của nó đây. Này ạ, chưa? Đấy, đã báo giá cho quý vị tất cả rồi. Quý vị nào có nhu cầu liên hệ
về cái đường kính chóa của các con kè này nhá, đường kính chóa của nó là tầm trên 50 này, đường kính chóa nó khoảng trên 50, đường kính cao những con kia nó khoảng 70, đường kính cao tổng khoảng 70, con này trên 80, con kia trên 70.